Bữa nay là đám giỗ của Đặng Hoài Phương nè quý vị ơi. Sáu ơi, đám giỗ năm nay năm thứ mấy rồi Sáu? Năm thứ ba phải không? Là năm năm thứ ba. Bà thương Phương mà tới nói bà bây giờ 3 năm rồi mà bà còn đốt nhang phanh đúng không quý vị? Là giờ nào cũng có nhang khói hết trơn, không có ngưng giờ nào luôn. À, cái gác này là lúc trước Phương ngủ trên này nè quý vị. Cái này là Đặng Hoài Phương nha, mấy bạn nào mà cứ lầm lộn mà cứ nói ai hoài, nói tên khác hoài. Bữa chú về là nằm đây. Đây là chị Sáu Lài Thợ Nấu ở Sinh Đình. Cái tên thơm phức là mà cuộc đời quá bất hạnh, không có chồng cũng con luôn. Cái tên nghe là Sáu Lài phải không, ông Lài phải không, thơm phức luôn mà cuối cùng không có chồng. Đây là gà tiền. Đây xin giới thiệu với mấy bạn dê già sớm định. Kỳ đi ra chỗ khác. Bữa nay là cá chẽm chiên xù, gà tiền. Còn cái này là gia vị nấu gà tiền. Còn cái này là bò nhúng bất hiểm. Đây là chị Út Lan qua khôi sớm đình. Đây là chị Sáu nè, người đẹp Bình Dương. Người đẹp Bình Dương nè. À, giờ về Tân Châu luôn rồi. Về Tân Châu ở luôn rồi. Đây là anh Sáu Còi Bình Dương. Đây là chị ngoại, năm nay chị ngoại bị cái giò, chị ngoại không có đi đứng được, chị ngoại quá buồn rồi quý vị ơi. Rồi cái thuốc đó ngoại có uống thử chưa? Chưa luôn hả? Cái bà trong chùa bà uống là bà hết nhất đó Sáu. Ừ. Bà nay uống là mấy em gà bà khờm lên khờm xuống, bà quét xăng là không có bị ấy nữa đó. Có biết đâu, ổng bây giờ ổng đưa cho thôi chứ bây giờ ổng đâu có nói đâu, giống như là cho thì mình thấy hay mình mua mình uống. Đây là anh Tư Ba Long. Có luôn nha.
chỗ khác coi nào. Tôi không gỡ ở nhà, bà Sáu kia tôi quất thương quá. Ủa nhét cục thịt cái trọng hả Sáu? Biết không, không thấy chỗ hả? Có gỗ mà gỗ lớn vậy đó, thấy người ta được vậy đó. Con cái mà. Thôi cặp mẹ thì nè, ta được dao cũng hơn luôn, khỏi dĩa có gì nha. Bà bán có kìa, bà lấy bà mua bán gì đó. Ủa thì tiếng này có ai xài gì đâu mà đặt bỏ đây. Ủa bên thương à. Bây giờ tư giái là của quyền thất tổ ông bà nội ngoại hai bên. Đó tôi lấy rồi đó. Cái nữa để trong bàn thương. Con tên là Quỳnh Quỳnh Thị Kim Hoàng. Đâu có cái mẹ. Hôm nay con trình với của quyền là ngày đám giỗ của con là ngày 22 tháng 5. Bà có cái nào không? Quay về 2 mượn đi. Quay về 2 kìa. Là ngày 22 tháng 5. Con mời ông bà của quyền hai bên về dùng cơm với con. Phò hộ cho con của con nó được giáng sanh về miền cực lạc. Rồi nó mô Di Đà Phật xá thấp. Rồi tới đất đai. Ủa sao cái dậu nhang gì mà lỏng lét vậy? Ai ép làm như dưới chân nó bọng cái gì á? Sao dưới chân này cát đá gì không cứng ngắc à? Ôi ôi ai mà hốt gì mà cát không đi trời, ý gì sỏi không à? Bốn con mà. Có chưa hả? Cái lư hương của ngoại sao sỏi không chồng? Ai biết đâu, sao có biết đâu. Ai đổ đá vô chi trời? Tôi gờ và gờ cho coi sỏi không kìa, đá viên viên gì nè. Sao đâu có biết đâu, sao đâu có nhà đâu, sao biết. Ta mua cát mà loại nhuyễn á, cát để bàn thờ á. Có gót rượu. Gót rượu kìa sáp mà gót đi, rồi từ ra ngoài đất đai đi. Không thấy bà rượu luôn. Chai mà đó. Kìa bà nội. Sao chai cũng sao má đó. Ai thả ba cái sỏi hồ cá phải không? À. Vô cái lư hương. Chắc vậy quá. Cái nào ta thay đi, ta mua cát nhuyễn á, cát loại ấy. Cát thường cũng được nữa, không có cần cát trắng đâu, nhưng mà cái đó ai đổ sỏi vô trống kìa. Bên đây nè Tư, bên đây xá vô nè. Đất đai dân trạch, thổ thần, thổ địa, thổ đất, thổ công. Mấy ông, mấy bà khuất mặt khuất mày. Hôm nay là ngày 22 tháng 5. Con là Quỳnh Thị Thu Hoàng. Con có cúng đám giỗ cho con của con là Đặng Hoài Phương. Mấy ông mấy bà thần thánh về ăn cơm với con. Phù hộ giúp cho con của con được giáng sanh về miền cực lạc. Rồi xá tôi cứ cắm vô nhang đó đó. Thì đó hồi nãy đất đây anh chặt thằng Hoàng bốn cảnh đó, thổ thần, thổ địa, thổ đất, thổ công rồi còn gì nữa. Rồi tới bên Phương đó. Gót rượu trước đi, gót rượu trước đi. Qua bên Phương. Ba ly rượu. Có nước đá vô ly nước ngọt đi, bàn vô ly nước ngọt hay sao? Rồi tới vô Phương. Vô Phương thì Tư thắp nhang giấy được rồi, khỏi cần xá lại gì hết. Thì để đỡ đỡ lên đi. Nồi lẩu để bếp ga đó, con gà để dứ. Rau để bàn thờ đi.
Rồi tôi đốt nhang cho nó đi. Một quẹt đây sao không thấy rồi. Bình lấy cho tôi cái quẹt hả Bình? Có rồi, có từ giá ngày hôm nay là ngày 22 tháng 5, con về ăn cơm với ông ngoại rồi nè. Tôi khỏi xá đâu, cái này mà tư giái cấm thôi chứ không có xá. Giái thì cho nó ăn đi, để em thôi bà khóc hoài nó không ăn được đó. Bữa nay là ngày đám giỗ của con. Con về con ăn cơm chung với ông ngoại rồi nè. Với ông Ba Đức rồi đó. Bình không giái, bển cho ông Ba Đức về ăn luôn. Bên ông ngoại á. Kêu tên không à? Ừ, kêu ông ba, ông ngoại đồ về ăn cơm. Mày đốt nhang luôn đi, sẵn cúng ngoại đó, kêu mấy ổng về ăn cơm. Ông ngoại với Ba Đức của con về ăn nghe không? Tựa nương ông ba với ông ngoại đó. Đang có người dìu dắt. Thế con thì mẹ có bổn phận thì mới lo cho con, chứ mẹ khổ lắm, mẹ đau lắm. 10 năm 20 năm mẹ vẫn nhớ con. Con về ăn đi. Con nói bà đừng đừng có buồn nữa, bây giờ nó vắng số rồi, nó có duyên với Tư tới đó thôi à. Về Tây Phương cực lạc luôn con. Đi theo ngoại với ông Ba Đức đi cho ông dìu dắt. Đi theo ngoại á, với Ba Đức con đó, để giới đó. Con có thì nắm giặt áo theo, nương tựa nhau. Cho ngoại ông che chở. Về ăn uống luôn. Cái này chưa có chai ga hết ta. Chai ga bữa nay đám giỗ lần thứ 3 của cưng nè Phương ơi. Cưng gắng níu chân ông ngoại với ông ba Lương á, tặng lương náo nhau nha. Gắng niệm Phật để được giáng sanh như mình cực lạc nè Phương ơi. Độ cho mẹ có nhiều sức khỏe để mẹ làm ăn có tiền để sửa nhà cho cưng. Tới về ăn đi con, ăn với con làm đó. Đó cái ngày gì mà tự nhiên nó con làm đó. Mẹ mất ba đó. Mẹ không có làm được. Về ăn nè, con cá nè, cá chiên tươi nè, ngon lắm. Độ về độ cho ba mẹ nhiều sức khỏe. Tặng cho ba làm ăn có tiền để sửa nhà lại cho thờ cúng đàng hoàng nha. Ước mơ của bà có sửa nhà không đó, mày gắng làm giúp bà đi. Nghe ông con trai mẹ. Quá trời thơm, không trăm ngày.
Để vô vài miếng bò đi Tư, đừng cho nó chín, đừng cho nó ăn. Gấp vô đây nè. Nè bò nhúng ớt hiểm nè, anh con làm nè. Về ăn hay không? Về ăn nhậu đi. Sáu ơi, gót mấy chén mấy tường ở chỗ mấy cái bàn á Sáu. Đang chấm bò á. Gót mấy chén mấy tường chấm bò. Cá chiên Tư đó con cô đó. Mẹ làm cho con ăn rồi. Cá chiên Tư là món ruột của mày đó. Chiên chưa kịp ăn nữa. Nói không được. Đi tiểu. Ừ. Nó mặc cái quần jean hơi trắng trắng làm con ngô đó. Ừ. Mà nó ở chàng. Rồi á tôi cứ dí tôi nói ai mở nước đài về tôi mới làm gì đó, tôi bước ra tôi thấy nó. Tôi nói tôi dặn tắt nước luôn. Cái bữa mà khi nó đi đó là Tư có đánh nó không? Nhiều không có đánh không? Lúc đó bà hoàng hoài đâu có đánh không? Rồi bây giờ nè, Tư nói giùm con câu này đi. Nó giờ là mẹ tha lỗi bắt hiếu cho con đó. Mẹ không có trách phiền gì con hết trơn á. Đặng cho nó có cái tội đó nó xóa đi. Thì Tư cũng nói với em hoài à. Tư nói con không có tội gì với mẹ hết. Bây giờ má em không á. Ờ, là không có nha, chấp nhận gì dứt gì hết á. Tội bắt hiếu của con mẹ tha hết luôn. Trời con bỏ mẹ đi đó. Ờ, con chết trước mẹ đó, chưa có dâu, chưa có vợ đó. Mẹ không có trách lời gì con đâu. Ờ, là mẹ bà tha thứ hết đi. Mẹ tha cho con từ lâu rồi. Tại mẹ nhớ con, mẹ mới về thôi. Hôm bữa đúng lực là Tư phải đánh nó 3 cây mới được đi để đặng cái tội bắt hiếu đền đó. Mà bữa lu bu quá bà khóc quá khóc rồi ông Tư ông cũng không đánh được luôn, hai người không đánh luôn. Không đánh 3 cây nó đi về dưới nó đi không được đó. Quánh ở ngoài hàng á. Ừ, quánh ở ngoài hàng á, mình phải quánh tội bắt hiếu. Phủ quyền thất tổ ông bà nội ngoại hai bên. Hương hộ ngoại, hương hộ ba đức về ăn cơm. Phù hộ giúp đỡ cho ngoại nhiều sức khỏe, gắng vượt qua bệnh tật. Ông bà cô bác nhà họ Quỳnh về ăn cơm. Ông bà cô bác hai qua của quyền thất tổ hai bên nội ngoại về ăn cơm. Hương hồn ba đức, hương hồn ông ngoại Quỳnh Nhân Lòng về ăn cơm. Đi nhau, không làm bia đi con nào. Đủ rồi, đậu quất trắng mới được mà. Bia hôm bốn vải quá. Quay nữa mới chịu. Vô. Ở đây luôn nè, chị. Nhờ anh Chí. Còn chị ngồi đây đi. Ủa sao thằng Chí nó không về con Năm? Kẹt nó dễ gì về. Ủa gần bệnh mới thấy bệnh nó đây rồi, đứng đây rồi. Nó lạng bệnh đút cơm cho con nó rồi. Về đâu con vợ nó đâu, nó đút cơm cho con nó. Dạ. Kêu qua ăn đi chút đút cơm, hư đút cho nó. Cá thì không chạy ra Năm Hai. Vô luôn Năm ơi. Châu Nhi với Năm Hai rồi. Vô Tâm. Thì anh nó tầm mờ qua đó luôn đi. Nè qua đây nè. Bà Tân phải đắp đã quay sờ lại rồi Nam Châu Nhi. Con ngồi này nè. Dạ nha. Là chưa chín. Chưa đã đây đi, đã đây đi. Bò tái rồi đó. Gà mềm ngon rồi. Chưa đâu. Bò đó chín quá là dai nha. Cái đó nhà nhỏ chưa. Cho nó sâu cái đây. Để cho để con mặn cũng nha các bạn. Gà với cơm để này đi ăn. Gà với cơm. Không. Mềm. Mềm mà. Tương, tương. Trời ơi trời. Xích cái ghế qua bà hai chút. Đúng rồi. Cắt làm hai ở cái đuôi á. Trời đó, đó, đuôi đầu uống thì có. Đây là dâu bạn Thị Thuận. Đây là vợ bạn Thị Thuận. Còn chị này chị Hai chống chân. Còn cái này là chị Út để gánh. Cái này là chị Sáu chống chân. Vô đây kìa.
Đâu luôn đi, có ông thầy luôn rồi kìa, cậu Nam ơi. Câu là đi lên. Trầu thấy vậy khó. Nè, bấm không được á. Trầu là mất mấy người, mất mấy người. Tính ra có cái cậu đi rồi cái mình ơi. Nào tâm tính cũng được. Nè, lấy cái đây bắn. Nè nha. Câu lỡ mắt mấy người, mấy người quá. Đâu còn ai nữa đâu. Chốt đi rồi. Rồi đi ra nhảy qua bánh bớt. Nè. Nhảy qua. Nhảy qua. Rồi. Ừ, giữ sáu đâu. Chị Sáu, tôi gì mà không ai rước đi Mỹ trơn tiếc gì đâu. Sáu, sáu, sáu. Bây giờ làm thì đi với ẹt à, nhưng mà giờ cái vụ mà gửi cái gì tùm lum tao không biết rồi. Có ai đâu. Ở đây nè. Ớt đâu rồi thấy ớt cái này đâu. Ớt chùm lẩu rồi. Ớt nhóc luôn đó. Ớt lên coi, giới ớt rồi dài trái rồi lại. Cái này không phải đồng đâu. Dẹp rồi, vớt vài trái ớt coi. Cô thấy là nó cắt ra hết trơn rồi. Cắt hết rồi. Ông có ăn là ông ăn ớt đỏ. Cắt hết trơn rồi, ớt nhiều hết trơn á. Có nghĩa là ông muốn ăn ớt không là vô lấy ớt đỏ. Thôi được rồi. Quả đi, đâu 4-5 đứa nữa hả? Không đứa nữa. Nè, đi. Phải đâu phải đâu trời ai á, chào. Phải không? Đâu phải. Trời nó kìa. Gì đó mày. Tài. Tài đó. Vậy qua bản đi. Đủ luôn. Đi qua đi. Rồi đi ra đâu rồi? Tâm đội xe đi vô đây rồi. Chạy theo đây ra nữa. Tâm đại diện cho chủ nhà qua bển luôn đi Tâm. Qua bển luôn đi, trẻ với trẻ đi, ở bên đây già mà hồi cắn lắm. Không, đây đây, già đâu, em đi đi. Bên đây thưa mà. Mình cũng có người đại diện trong nhà, tự nhiên bắt đang ngồi không, trời. Đây. Đi nè. Đi, mày đại diện qua bển đi, để cho mấy ông lớn đi đi. Mấy bay 2 mâm đó nha. Đã để ý rồi đó. Sao đâu. Bạn bè. Bạn bè, bạn bè, bạn bè. Mẹ bên ta nè. Trời có giấy này của ai, có giấy nào gì đâu. Ông hai ngồi xuống đi. Không mua được giá gì nữa, không giá gì nữa. Ai của ai? Đây thì giới thiệu với quý vị là Tâm Xì. Mà biệt danh là anh hai sẵn, ai dọn sẵn cái anh hai lại ăn à. Chứ anh hai không có dọn tiếp ai hết trơn. Mơ mốt nè, tới anh hai bự nè, tôi cũng đéo có lên luôn. Tôi cho anh hai, anh hai nhỏ làm gì đó làm. Tới giờ xong rồi phải không tôi lên. Đúng 10 rưỡi hả? Ờ. Mờ tôi là tôi đúng 11 rưỡi tôi là ở. Ở đây hai sẵn. Ờ, hai sẵn. Nó mình kia cũng có. Đây mẹ có giờ không giới thiệu. Còn đây là anh hai bự hai lầy. Tâm nó ăn ở thì sao không biết nữa, mà ông hai cũng nói gì nào tao có gì bằng dông mày lo giùm tao nghe toàn. Để Tâm làm cháy. Nó nhậu xỉn vậy lùa hết. Hôm bữa đi qua nhà bà già vợ chém cháy bằng dông bà già vợ rồi cái hàng còn trong nhà đó mà nó thắp nhang sao lửa phừng phừng trên cái. Nó lầy dữ lắm. Lâu quá, lâu rồi. Tiền nói cái nó nói gì nè. Tại vì quá mệt rồi. Thức không nổi. Đốt 3-4 cây lửa cháy luôn. Không có hả?
Đây xin giới thiệu với quý vị là bạn của Hoài Phương này, mấy gương mặt này mà khóc la ôm sùm nè. Đó, bốn gương mặt này nè là hôm bữa là khóc la ôm sùm, khóc chảy nước. Em miếu luôn. Miếu hơn. Em khóc à. Ê, không biết sao mà Hoài Phương mà ai vô cứ bình luận cái thằng nào không à. Không có nói Hoài Phương mà nói cái thằng gì. Một đứa thì nói thằng này, đứa thì nói thằng kia mà nó hiểu lầm ai á. Rồi nó còn nói thằng ca sĩ nào nữa. Không có phải. Cái thằng gì nè, cái thằng gì mà bị chết nhỏ nhỏ tuổi nè ta. Tạ cái gì. Không phải thằng gì nè mà nó cứ bình luận nó nói thằng đó không à. Là cái con ghệ của nó đó, lấy hình thằng Phương luôn, kết bạn với mấy tôi nữa nè. Mà sao con nó khùng dữ trời. Nó lấy cái hình thằng Phương luôn, nó kết bạn với tôi nè, với thằng Phong luôn nữa. Rồi cái thằng Phong nó mới nhắn tin lại, nó nói người ta chết rồi, em tháo cái hình xuống đi, làm chi mà vậy hoài vậy, để hoài Phương luôn. Thì đó, cái con nhỏ đó là hai chồng nó làm giàu gì kêu gọi luôn đó, nó lấy hình Phương luôn. Là nó lấy hình Phương luôn, nó nói là bây giờ đang cần tiền mai táng. Rồi cái mấy đứa trên mạng đó, nó nói cái này là cái mùa Covid mà sao không có bịt miệng, không có người nào bịt miệng hết trơn vậy. Là mấy đứa kia vô nó nói cái anh này chết lâu rồi, cái này đâu phải Covid đâu. Kêu gọi nó nói là em tôi chết gì nhà. Rồi nó để số tài khoản luôn. Hai vợ chồng nó làm giàu bằng cái nghề đó luôn á. Úp hình của mấy người thương tâm lên là bắt đầu số tài khoản của nó luôn. Là ai chuyển tiền là vô hết, chứ cái lúc mà đưa thì không có. Nó chỉ về chuyển vô tài khoản thôi. Nó lấy cái hình chụp trong nhà đó đó. Cái tên đúng, cái họ tên cha mẹ là không có đúng luôn. Bà nó kêu gọi, nó đưa số tài khoản nó lên, nó chuyển tiền. Là cái con nhỏ sớm đó, nhỏ sớm của hai chồng đó, nó nói là từ cái ngày mà vợ chồng nó kêu gọi đó là cắt nhà lầu luôn đó. Là kêu gọi để số tài khoản tùm lum nít hết trơn á, chứ không phải một nít đâu. Mà nó nói là gia đình ở dưới Cần Thơ. Rồi nó nói không có tiền mai táng nữa. Thôi đưa bển đi. Ủa còn bển còn mà, này bên đây mà. Mày đi rút. Còn mấy cái uống bia đi. Nè tao mày nè. Nè là tao mày ném nha. Bà tính hôm bữa nó đi là nó đội mấy cái tang luôn đó, tang ba rồi tang bà ngoại rồi tang mẹ nữa, ba cái tang đó mà không ai đánh hết trơn á. Bữa bả quằn quại hết trơn rồi đánh gì nổi nữa. Cái tội bất hiếu là mình phải đánh vậy đó, nó đi mới ấy, quánh trên hàng á chứ đâu có quánh nó. Bà ngoại con kỳ đó cậu Lộc đi đó, bà cũng quánh đó. Quánh ba cây mà kêu bà quánh, bà không muốn quánh đó. Bà nó chết rồi còn đánh nữa. Nói bà không đánh đi không được. Quánh ba cây mà rút ngang vậy là ba cây. Có năm trăm người thường cứ hai chết, có 24 đồ cho ông bà bánh nhỏi mà ăn có tiền là được rồi, không yêu cầu gì nữa đâu. Thì cái duyên của nó tới đó nó hết rồi, bây giờ Út có níu kéo cũng đâu có níu kéo được. Con người ta tới số rồi đi, không có đường nào níu là được chứ. Bà thấy bây giờ không sẵn tới số rồi đi, cái cụp gì đó không ai ngờ hết trơn đó. Ông bà Đức đó bà thấy không, có ai ngờ ông chết đâu. Thấy mạnh con pháo chứ đâu có ấy đâu. Ngày này ngày vui của con đó, con làm đó.
ngày kỷ niệm, kỷ niệm ngày đám giỗ đó. Gán phù hộ cho Phương em làm có tiền, có tiền cứ vợ đó nghe Phương ơi. Mày có hai anh em đó, gán đùm bọc cho nó, che chở cho nó. Nó cũng khờ lắm đó, nó không có biết cái gì đâu. Sao không mua chai 247 cho nó với liền đá? Kêu